Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Truyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 41 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tô Tô đặt A Mật xuống, đi đến trước mặt người kia. Một ngàn năm nay, nàng thường xuyên mơ thấy hắn. Đôi khi trong giấc mơ thấy hắn ngồi trong luyện ngục. Huyết thiết đâm xuyên qua xương tỳ bà. Đôi khi là cảnh tượng năm đó khi nàng bóp nát tà cốt. Hắn ôm chặt lấy nàng. Huyết lệ trong mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Nước mắt nàng rơi xuống mu bàn tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt của hắn. Đàm đài tấn. Là huynh phải không? Bạch Tử Khiên ngước nhìn, thình lình trông thấy một cô gái mắt đỏ hoe. Trái tim đang đập thình thịch của hắn vẫn còn chưa lắng lại thì đã nghe được nàng nhắc đến một cái tên xa lạ. Hắn lấy bàn tay đặt trên mặt mình xuống, lạnh nhạt nói: "Cô nương, nhận nhầm người rồi." "Chuyện gì đó?" Liễu Đông Nhạn cùng từ trong trạng thái ngẩn người trở lại bình thường, không vui nói với Tô Tô. "Tử Khiên ca ca là hôn phu của ta, cách xa hơi ngáy ra." Cô ta giang hai tay ra Ngăn trước mặt Tử Khiên Ánh mắt Bạch Tử Khiên vẫn rơi trên mặt Tô Tô Lặng thinh không hề phản bác A Mật nhìn bên này Sau đó lại nhìn bên kia Non nớt lên tiếng Máu thân máu thân Máu thân nhìn nhầm rồi Bạch Thúc Thúc là người phàm Không phải là phụ quân đâu A Mật lớn lên tại yêu ma giới Từ nhỏ đã được truyền lại khái niệm Ma quân phụ quân của cô bé thông thiên triệt địa Không gì là không làm được đã từng lấy sức một mình mình đảo ngược lại đồng bí đạo để cho người chết quay về. Tại sao có thể là một người phàm được? A mật lớn đến gần này tuổi rồi, chưa từng thấy mẫu thân khóc đâu đó. Tôi tôi dùng ánh mắt thần nhìn Đàm Đại Tấn, đúng là hơi thường người phàm, nhưng là ma thai. Thời điểm hắn chết đã thành thần, dù là chuyển sinh cũng không thể chỉ là một người bình thường được. Không biết Đàm Đại Tấn trong ngàn năm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã đợi cả ngàn năm rồi nàng sẽ không tiếc đợi thêm một chút thời gian nữa tô tô thấp giọng nói xin lỗi ta nhận nhầm người nghe nàng nói như vậy liễu đồng nhạn lại thở ra một hơi nhẹ nhõm không sao nói rõ ràng vậy là tốt thế tỷ tỷ là mẫu thần của a mật sao liễu đồng nhạn hỏi tỷ tỷ xinh đẹp thế này nhà chồng cũng yên tâm để cho tỷ tỷ một mình đến chấn thường nhạc chúng ta hay sao Nàng ta vừa hỏi như vậy, mọi người mới gật gù nhận ra. A Mật gọi Tô Tô là mẹ. Ánh mắt bật Tử khiên tối xuống, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Tô Tô đã từng gặp kiểu người như Diệp Băng Thường, dĩ nhiên đã quá hiểu dụng ý của Liễu Đông Nhạn. Cô gái này tự cho là che giấu ý thù được rất tốt, nhưng mà thực tế lại rành rành ra đó. Tô Tô nhìn đàm đài tấn, sau đó quay sang đáp lại Liễu Đông Nhạn. Không cần cô nương phải lo ta đến chấn thường nhạc này là để buôn bán làm ăn a mật mất tích vậy cho nên ta mới hơi lo lắng suốt ruột mấy ngày qua cảm ơn mọi người đã chăm sóc a mật tô tô đưa tay ra trong khăn thêu là một khối kim nguyên bảo vàng ống đây là chút quà cảm ơn mong hai vị hãy nhận lấy liễu đồng nhạn mắt mày tỏa sáng thực sự muốn cầm lấy người đàn ông trẻ tuổi kia đã cất tiếng không cần đâu Ta đưa cô bé về nhà không phải là vì muốn được cảm ơn. Nếu như đã tìm ra được A Mật rồi, vậy thì hãy đưa cô bé về đi. A Mật là mật quỷ, sau đó nói với Liễu Đông Nhạn. Ừ, là Bạch Thúc Thúc chăm sóc cho ta chứ đâu phải là gì. Mẹ ta cảm ơn, đâu phải là gì đâu. Liễu Đông Nhạn lại rụt tay về, xấu hổ đỏ mặt. Tô Tô cười cười. Vậy thì không khác, ta sẽ tới nhà cảm ơn sau vậy. Bạch Tử Khiên bờ môi giật giật, muốn bảo nàng đừng có tới, nhưng chẳng biết tại sao lại không thốt nổi nên lời. Tô Tô nắm tay A Mật đi ra cửa, Liễu Đồng Nhạn lại tiếc đứt ruột vì sự thất thố của mình. Muội cũng chỉ là vì nghĩ cho Tử Khiên ca ca, Huỳnh mà nhạy cái thỏi vàng đó có phải là đủ dính lễ rồi không? Bạch Tử Khiên chỉ nhất môi lạnh lùng, không để ý tới nàng ta. Hắn ngồi xuống, tiếp tục lau cùng tiến, nhưng mà lúc này lại thất thần mất tập trung, Thậm chí liệu đồng nhạn tức tối bỏ đi khi nào Hắn cũng lại chẳng phát hiện Hắn mím chặt môi Sờ vào vị trí trái tim mình Nơi đó vốn là một bãi nước chết lặng Nhưng khi gặp Tô Tô Thì lại có sức sống đập rất nhanh Bạch Tử Khiên chưa từng nghĩ tới Mình sẽ động lòng và có ý nghĩ hoang đường Với một cô gái vừa gặp mặt như vậy Huống chi vị cô nương đó lại còn có phù quân Và thậm chí Nàng còn có một cô con gái đáng yêu là A Mật Vào lúc này hắn thậm chí thấy ghen với người kia. Bạch Tử Khiên dừng việc lau cùng tiễn lại. Dù rằng A Mật đã nói cha cô bé qua đời rồi. Nàng nói hôm khác sẽ đến nhà cảm ơn. Vậy hôm khác sẽ là ngày nào? Tiểu A Mật dùng cả một đêm để tiêu hóa thông tin Bạch Tử Khiên chính là phụ quân đàm đài tấn của mình. Cô bé buồn giàu nói với Tô Tô. Máu thân, nếu như cha là cha con, thế tại sao lại không nhận ra mẫu thân cùng với A Mật? Phụ quân không yêu chúng ta sao? tôi tôi biết trong nội tâm cô bé khát khao có phụ thân, lại sợ tính tình nghịch ngợm quậy phá của mình bị người khác không ưa. Nàng xoa đầu con gái, lại nói: "Ký ức của phụ quân con đã bị phong ấn, ngàn năm qua chắc là cha con đã chịu rất nhiều đắng cay, vậy cho nên không thể nào nhận ra chúng ta được." A Mật biết mà. Một người cô độc rất khó chịu có phải không? Chờ khi cha con tiếp nhận chúng ta rồi Là có thể cùng với chúng ta về nhà A Mật tưởng tượng phụ quân của mình đáng thương biết mấy Thế là không thấy khó chịu nữa Vội vã dùng giọng nói non nớt để kể lại chuyện mẹ con nhà họ Liễu đã đối xử với cha như thế nào Tổ Tô nghiêm túc nghe A Mật Cứ như suy nghĩ điều gì đó Một mối hồn ước chẳng khác gì như trò đùa Từ sau khi Liễu ra thấy Bạch ra xa suốt chẳng những không nuôi dưỡng và chăm sóc người con trai nhỏ Bạch Gia, mà ngược lại, họ còn thường xuyên chế giễu cậu và lấy đồ đạc của Bạch Gia. Bà Liễu từ lâu đã có ý muốn tử hôn, nhưng mà Liễu Đồng Nhạn thì lại kiên quyết không nghe lời. Đừng lo lắng, mẫu thần đã có biện pháp. Cái gì cũng có thể thay đổi, nhưng cảm giác yêu thương một người sẽ không thay đổi. Chỉ cần tình yêu đủ sông nặng này vẫn còn, bất kể là xa cách bao lâu, cuối cùng rồi hắn cũng sẽ trở lại bên nàng. Lần này Nàng sẽ dẫn hắn về nhà Ngày hôm sau Tô Tô tìm một trạch viện ngay sát vách của Bạch Tử Khiên Nàng lại còn mở một tử quán ở trên trấn Hôm tử quán khai trương Nàng cầm theo hai bình rượu ngon nhất Rất nhiều a mật đi đến nhà Bạch Tử Khiên Bạch Tử Khiên đang cầm cung tiễn muốn ra ngoài Gặp hai mẹ con nàng Thì lặng lẽ buông cùng tiễn xuống Tô Tô cong mắt lên cười Hôm đó Bạch Công Tử không nhận quà cảm ơn Hôm nay ta mang hai bình rượu từ tiệm rượu tới Bạch Công Tử nhất định phải nhận đó Nếu như thấy ngon Vậy thì tối nay tiểu quán khai trương Mời Bạch Công Tử tới góp vui ủng hộ Nàng vốn lạnh lùng Nhưng một nụ cười thôi Đã phá vỡ sự băng giá Toát lên phòng thái quyến rũ mê người Bạch Tử Khiên nhận lấy hai bầu rượu Ừ Hắn cũng không nói là đi hay không đi có lẽ chính hắn cũng không biết Đi là có ý nghĩa gì A Mật lại nhào qua ôm lấy hắn Bạch Thúc 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 nhớ A Mật không Bạch Tử Khiên tránh không đáp Về nhà rồi Sau này đừng chạy lung tung nữa A Mật ngoan ngoãn gật đầu Đưa qua cảm ơn xong Tổ tổ dẫn A Mật rời đi A Mật lại rất căng thẳng Máu thật Thế phụ quân sẽ đến hay không? Trong mắt tô tô tràn ngập ý cười có nhưng mà ngoài dự liệu của hai mẹ con buổi chiều lúc tiểu quán khai trương khách đến như mây nhưng mà không hề nhìn thấy bóng dáng bạch tử khiên tô tô cũng không nóng vội danh tiếng bà chủ tử quán xinh đẹp như tiên trong một ngày đã lan truyền ra khắp cả chấn nhỏ dù còn lưu manh vào tiểu quán mục sở thị không ít tô tô cầm theo bầu rượu đi chiều đái khách mà có người ngay cả ban ngày bắt mặt vẫn muốn chiều chọc nàng Nàng ra vẻ không biết... Cái tay đó vẫn còn chưa chạm phải cánh tay của nàng... Thì đã bị một cánh tay khác bắt được. Hãy Đau... Đau quá. Tôi tôi nhìn sang... Thấy ngay Bạch Tử Khiên với vẻ mặt khó coi. Nàng vừa quay lại... Tay của tên Du Côn gây sự đã gấy. Ra tay hùng hãn, Đủ biết trong lòng hắn buồn bực như thế nào rồi. Ta xin lỗi... Đã đánh khách của nàng rồi. Tuy là xin lỗi nhưng mà trong giọng nói của hắn chẳng hề có vẻ gì hối hận mà chỉ có lạnh tanh vô cảm tô tô nói huynh là đang giúp ta sao ta trách huynh được nàng vẫy vẫy tay ra hiệu bào đường đi chào hỏi khách khứa còn nàng thì cười nói với đàm đài tấn mời bạch công tử uống rượu bạch tử khiên biết mình không nên có dính líu gì đến nàng từ ngày có ý thức trong thần thức của hắn đã có một giọng nói, bảo hắn đừng đuổi tìm gì hết. Hãy cứ bình thản sống hết kiếp người phàm tại trấn thường nhạc. Cả đời này không cưới vợ, không sinh con, không phong hầu, không tranh quyền. Bước chân hắn dừng lại trước tiểu quán. Ban đầu không có ý định đi vào, từ xa nhìn vậy là được. Nhưng mà hắn lại không chịu đựng nổi khi có người khinh nhồn nàng, bởi vậy mà vẫn ra tay. Bạch Tử Khiên hiểu rõ đây là cảm giác gì. Đó là một sự khao khát của một người đàn ông đối với một người phụ nữ hơn 20 năm trôi qua, lần đầu tiên hắn có cảm giác đó. Giống như thứ mà trái tim trống giống làm mất đi có một ngày lại chạy tìm về. Hắn không khắc chế được suy nghĩ trong đầu. Muốn đi nhìn nàng, ngắm nàng. Đã tới đây rồi, nếu như còn cự tuyệt nữa, vậy thì rõ ràng là che giấu càng bị lộ. Bạch Tử Khiên đi theo Tô Tô, theo nàng đi vào phòng trong. Tô Tô rót rượu cho hắn. Rồi anh nến, nàng chống cầm nhìn hắn một ngàn năm, cuối cùng nàng lại một lần nữa được ở bên cạnh hắn. Ánh mắt của nàng trong trèo lại nóng rực, dù Bạch Tử Khiên có lãnh đạm đến mấy cũng không thể nào chống cự lại được ánh mắt của nàng. Hắn cắn răng mới kìm lại được sự bỏng rát bên tai và niềm vui đáng xấu hổ trong lòng. Sao Lê Cô Nương lại nhìn ta như vậy? Tô Tô nói. Huỳnh rất giống với một vị cố nhân của ta, Bạch Tử Khiên lặng thinh một lát. Là tiên phu đã mất của Lê Cô Nương, có phải không? Tô Tô thẳng thắn đáp. Phải. Hắn siết chặt cái chén. Vậy là Lê Cô Nương rất yêu người kia. Hắn lại tự cười nhạo chính mình vì đã hỏi một câu buồn cười như vậy. Với dùng mạo của nàng, chỉ sợ vương hầu tướng lính đều sẽ tranh nhau cầu hôn, nếu như không yêu thì tại sao lại đến nay không gả cho người khác? Phải, từ lâu trước kia thì đúng là không yêu, khi đó ta luôn có mưu tính với người đó, mà người đó cũng lại có mục đích khác. Về sau khi ta đã yêu người đó rồi thì lại bỏ lỡ mất. Bạch Tử Khiên uống hết rượu trong chén, mắt tối đi nặng nề. Tô Tô nhìn, không nhịn được cười vậy bà công tử thì sao ta nghe nói bà công tử cùng với liễu cô nương có hôn ước vậy lẽ ra phải thành hôn từ hai năm trước rồi tại sao bạch công tử đến nay vẫn không cưới liễu cô nương vậy bạch tử khiên nói chỉ là lời nói vui của song thần không thể coi là thật được trước khi mẫu thần hắn qua đời cũng đã nói hôn sự này không có hiệu lực nhưng mà liễu đồng nhạn cứ khăng khăng không chịu uhm, thật sao không có nguyên nhân gì khác Không có Hắn bác bỏ Tô Tô không vạch trần hắn Uống rượu với hắn Bầu không khí rất hài hòa Đến buổi chiều Tử quan đóng cửa Trên gương mặt Tô Tô đã đỏ hồng như sắc hoa đào Chuẩn bị về nhà Nàng đóng cửa tử quán lại Phát hiện ra Bạch Tử Khiên vẫn còn đang chờ nàng Trấn thường nhạc vào đêm cũng lại không yên ổn Nhất là với một cô gái xinh đẹp như nàng Nàng nhìn cái bóng màu đen dưới bóng đêm kia Trong lòng rất mềm mại Nàng đột nhiên nhớ tới năm đó cùng với đàm đại tấn Cùng nhau thu phục hoa đào yêu ở trên trấn nhỏ Lần đó Hắn mặc hỷ phục cô dâu Mặt mày lạnh lùng Trên mặt không kiên nhẫn Lại cống nàng rất suy yếu quay trở lại nhìn vòng hồn dưới cây hoa đào Nàng nhớ một người Nhớ thương đến già giết cả một ngàn năm rồi Vậy cho nên Cố ý để chẹo chân Nghiêng đầu nhìn hắn Hay là Bạch công tử giúp ta đi gọi A Quang ở quán rượu trở về Nhân lúc cậu ấy vẫn còn chưa đi xa Khóe môi của hắn mang theo độ cong không hề vui vẻ chút nào Chẳng nói chẳng rằng Cõng nàng lên Đi thẳng về nhà nàng Tô tô nhìn xuống cái bóng chồng lên nhau dưới ánh trăng Trong mắt lộ ra sự vui vẻ Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn Dán sát vào tai hắn Khẽ cười nói Bạch công tử Cưới ta chỉ cần một lượng bạc thôi lúc nàng nói mang theo hương hoa cát thơm thoang thoảng lan nhẹ trong màn đêm người nghe vào cứ như lời say rượu vô nghĩa nhưng lại làm cho trái tim của hắn đập hững một nhịp đừng nói lung tung ta không nói lung tung giọng nói của nàng nhỏ nhẹ rõ ràng lại rất thẳng thắn mạnh mẽ a à, mật cần cha ta cũng cần phu quân vậy huỳnh có để ý trước kia ta đã từng làm vợ người khác không nàng ngả đầu vào vai hắn, nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn. Bạch Tử Khiên ít hầu khẽ giật giật, nhưng không nói gì. Không ngại, hắn làm sao mà để ý được chứ? Vào lúc này trong lòng hắn đang hạnh phúc sắp điên lên rồi. Nhưng hắn lại sợ đây là lời nói trêu đùa của nàng mà thôi. Tình yêu có đôi khi là một thứ kỳ diệu. Thích một người có thể che giấu, nhưng yêu rồi thì không thể che giấu được. Cho dù là không nói ra, nhưng tình cảm diệu kỳ đó lại cứ lan rộng và trào dâng. Tô Tô mỉm cười. Dù rằng hắn không trả lời, nàng cũng lại chẳng thất vọng. Hắn đã từng bị từ bỏ quá nhiều lần, từ lâu đã mình đầy thương tích. Lần này, nàng sẽ có đủ kiên nhẫn, chờ hắn cùng nhau về nhà. Cả một đoạn đường đi dưới ánh trăng, chính là khoảng thời gian yên bình nhất trong lòng Tô Tô ngàn năm qua. Nhưng vừa về đến nhà, Tô Tô trông thấy ánh lửa hừng hực. Nàng kinh ngạc trông thấy bà Liễu hấp tấp từ trong nhà mình chạy ra ngoài, không, không phải ta, không phải ta, ta đâu có cố ý. Bạch Tử Khiên thả Tô Tô xuống. A Mật đâu? Tô Tô nói. Trong nhà. Bạch Tử Khiên mặt tái đi, xông thẳng vào bên trong, lửa đang cháy hừng hực. Tô Tô biết con gái không có việc gì, bởi vì ngọn lửa đó chính là chướng nhãn Pháp. Chắc chắn là bà Liễu đến đây gây chuyện, bị A Mật dọa bà ta rồi. A Mật thì là thần dù rằng là lửa thật thì cũng sẽ không thể nào bị thương được nàng đi theo bạch tử khiên vào hắn lại ngoái đầu cáu lên nàng đi vào làm gì mau chóng ra ngoài ta sẽ đưa a mật ra nàng lại ngẩn người mỉm cười được bạch tử khiên cũng không nghĩ nàng sẽ tin tưởng mình như vậy hắn không nhiều lời nữa xông vào ôm a mật chạy ra a mật mặt mày ngây ngốc cứ nhìn nhìn mẫu thân nghĩ mình đã gây họa mất rồi. Tô Tô thở dài, đón lấy con gái, sau đó nhìn Bạch Tử Khiên, đành phải đâm lao phải theo lao nói. Vậy thì chúng ta không có nơi nào để đi nữa. A Mật lại cực kỳ phối hợp, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương. Nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đó, Bạch Tử Khiên yên lặng một lát. Vậy nếu như không ngại, hai mẹ con tới nhà ta nghỉ một đêm đi a mật suýt một chút nữa thì gieo hò tô tô cũng lại cong môi cười bạch từ khiên dẫn tô tô cùng với a mật tới căn phòng mà khi trước a mật đã ở tô tô đóng cửa lại hắn lại đột nhiên chống lấy cánh cửa tô tô ngước nhìn hắn tay nàng nặng xuống bị nhét vào một vật chữ nặng mặc kệ nàng nói thật hay không ta tin là thật hắn nhìn nàng thật sâu âm thanh cảnh cáo vang lên trong đầu, mang theo lời nói lạnh lùng cố chấp. Đừng có gạt ta. Nếu như không... Tô Tô mở cái túi trong tay ra. Là 500 lượng bạc tròn chính. Sống tại một chấn nhỏ xa xôi mà tích góp được hơn đến 500 lượng đúng là không phải dễ dàng. Tô Tô bật cười, có lẽ đây là toàn bộ vốn liếng của hắn. Đồng thời cứ như vậy mà trao cho một quả phụ vừa mới quen không lâu, quả đúng là tính cách của hắn. Hắn vẫn còn chưa nói xong, mà cho dù là không nói, Tô Tô cũng có thể đoán được. Đừng có gạt ta, nếu như không, coi làm ma ta cũng sẽ không tha cho nàng. Tính cách cố chấp của Đàm đại tần đã ngấm sâu vào trong xương cốt, lừa tiền bạc của hắn thì còn dễ nói, nếu như mang theo tình cảm của hắn mà chạy trốn, chỉ sợ hắn sẽ giết nàng trước rồi tự sát. Đêm nay, Tô Tô ôm A Mật ngủ rất yên ổn. Một ngàn năm mất đi hắn, lần đầu tiên nàng cảm thấy an tâm như vậy. Bởi vì đàm đại tấn ở ngay sát vách, nàng mở mắt ra thôi là đã có thể trông thấy hắn rồi. Bạch Tử Khiên lại trằn trọc không thể nào ngủ được. Hắn từ nhỏ đã có trực giác nhạy cảm, khác hẳn với người phàm. Năm đó, vợ chồng Bạch Gia xảy ra chuyện, trong lòng hắn đã có một dự cảm bất thường. Nghĩ hết biện pháp để cản họ lại, vậy nhưng họ lại cho rằng đó chỉ là một lời nói đùa, An ủi và đồng ý với hắn Nhưng đêm mưa bão đó vẫn đi ra ngoài Hắn gối lên trên cánh tay của mình trăn chọc trở mình Trong lòng Bạch Tử Khiên hiểu rõ Lai lịch của Tô Tô cùng với A Mật Đúng là không bình thường chút nào Hắn nhớ lại ngày hôm đó nhặt A Mật về nhà Cô nhóc ngồi vắt vẹo ở trên cành cây Cây cao lớn như vậy Cô bé không thể nào tự trèo lên đó được Tối hôm nay cô bé từ trong ngọn lửa chạy ra Rõ ràng là cô bé đạp lên trên ngọn lửa Nhưng hắn để ý tới Thậm chí y phục của cô bé này không hề bị tổn hại chút nào Cục bột nhỏ cũng không hề sợ lửa Dùng mạo tuyệt sắc Lai lịch quỷ gì Nghĩ thế nào cũng không phải người phàm Bạch Tử Khiên cũng không sợ tình quái cùng với tù sĩ Điều mà hắn sợ Chính là hai mẹ con họ sẽ rời đi Hắn bất lực không làm gì được Hoặc là Tối hôm qua nàng vì say rượu mới ghé vào tay hắn Thì thầm nói những câu trêu chọc Rằng sinh lễ cưới nàng chỉ cần một lượng bạc mà thôi Rồi sau khi tỉnh rượu nàng sẽ lại hối hận. Ngay khi vừa hưởng đông, Bạch Tử Khiên không thể nào kiên nhẫn được nữa. Hắn đi đến sát vách, giơ tay lên, sau đó lại buông xuống. Cửa bên trong mở ra, Tô Tô đã biết hắn đứng bên ngoài từ lâu rồi. Bắt gặp hắn vẫn luôn không gõ cửa, bèn tự mở cửa ra, hỏi thẳng. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Đôi mắt của gái đã rút đi sắc say mơ màng của đêm qua, Bạch Tử khiên hỏi. Nàng... Còn nhớ tối hôm qua mình đã nói gì không? Tô Tô đương nhiên là nhớ rồi. Nhưng cố tình trêu chọc hắn. Tối hôm qua ta đã nói rất nhiều điều với Bạch Công Tử. Không biết Công Tử đang muốn nói về câu nói nào. Còn người đen như mực của hắn nhìn Tô Tô lại nói ra. Nếu như lời nói tối qua của nàng là lời vô tâm. Vậy thì giờ... Hãy cứ nói thẳng cho ta luôn, ta sẽ không dây dưa với nàng. Còn nếu như nàng không hối hận, vậy thì cả đời này đừng có hối hận." Tô Tô lại hỏi, "Nếu như ta đổi ý, huynh có thực sự từ bỏ không?" Hắn lặng thinh không nói gì. Tô Tô nhìn biểu cảm tối tăm của hắn, biết chắc là nội tâm của hắn giờ đang nổi sóng lớn cực kỳ phong phú, rõ ràng không phải là người rộng lượng. Nhưng lần nào cũng giống như lần nào Toàn nói trái với lương tâm Nàng chạm tay vào tiền nơi đai lưng Trịnh trọng nói Những lời đó không phải nói đùa Ta cũng không hối hận Cũng không coi huynh là người khác Sinh lễ cũng đã nhận rồi Thì làm sao có thể thay đổi được Ta và A Mật cả đời này sẽ dựa vào huynh thôi Được chứ Bạch Tử Khiên cố đè nén khóe môi đang muốn nhớn lên cười sung sướng, lại đáp. Ừ, um không mất nhiều thời gian tô tô hiểu ra rằng hắn không phải là nói suông hắn đã thay trang phục thường mặc khi trước mặc lên y phục màu trắng đi ra ngoài cũng không nói cho tô tô hay mình muốn đi làm gì vậy nhưng hành động của hắn lại không thể gạt được nàng điều mà liễu đồng nhạn không thể cầu được ngay bạch tử khiên gặp được tô tô thì hắn đã trao cho nàng hắn đi báo danh thi hương muốn dành cho nàng cùng với a mật một cuộc sống tốt nhất khi bạch tử khiên trở về Tô Tô đã ở trong viện chờ hắn. Vào mùa hè tại Trấn Thường Nhạc, bao nhiêu năm qua, hoa trong viện chưa bao giờ nở, cũng chẳng biết đã nở rực từ khi nào rồi. Đóa lớn đóa nhỏ nở bung, sắc thái diễm lệ sống độc. Mấy con chim nhỏ nhảy nhót trên cành cây. Tô Tô lại ngồi dưới tán cây, mặt mày như hỏa. Sinh linh đều phù hộ thụ thần, cảnh sắc nhìn thấy trong mắt vô cùng sinh động đầy sức sống. Cảnh tượng này đẹp như là một bức họa, khiến cho hắn thất thần rất lâu buổi chiều yên bình, người đang trong viện chờ hắn, hình ảnh này dường như hắn đã chờ mong từ rất lâu rồi. Tô Tô đi đến bên cạnh hắn, nhón chân lau mồ hôi trên trán cho hắn, động tác của nàng cực kỳ nhẹ nhàng. "Ố, đây là công tử nhà ai vậy? Mặc y phục màu trắng trông rất là đẹp trai nha." Khóe miệng của hắn không kìm được, cong lên lộ rõ ra một nụ cười rất tươi, nắm chặt lấy tay nàng. Đừng làm rộn. Đều là mồ hôi. Bẩn lắm. Một tờ hồn ước ở trong trái tim hai người khiến cho hai người trở nên thân mật hơn rất nhiều. Tô Tô nắm chặt tay hắn, nói khẽ. Không đâu. Rất lâu trước đây, nàng ở bên trong thiên lý hỏa quyền đã nói hắn mặc y phục màu trắng rất đẹp. Hắn liền chút bỏ trang phục màu đen, mặc trang phục màu trắng suốt rất nhiều năm. Dưới y phục màu trắng đau đớn của hắn không có chỗ nào ẩn giấu. Nàng lại từng tưởng rằng hắn ra vẻ trong sạch. Cho dù là mặc trang phục màu trắng cũng không thể nào che giấu được con người thật của mình. Hắn là một ma đầu. Về sau khi hắn nhập ma, cũng không tiếp tục mặc y phục màu trắng nữa. Cho đến cuối cùng, khi tự tay khắc mộ bia cho chính mình tại Hoàng Lăng, Tô Tô mới biết được, hắn hy vọng ở trong lòng nàng, thật sạch sẽ. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận được sự khen thưởng. Từ lúc sinh ra đã bị coi là một sự sai lầm, một nụ cười nhẹ nhàng, một câu khích lệ của nàng, hắn có thể nhớ rất nhiều năm. chiều nay ta giúp nàng sửa sang lại viện tử. Bạch Tử Khiên nói, tối hôm qua bà liệu đã tìm đến tận nhà của Tô Tô, trong nhà chỉ có mối a mật, kết quả là bà ta sơ ý làm đổ cây nến. có a mật ở đây, một cây nến cần bạn chẳng thể làm nên chuyện gì, vì để dọa bà ta, a mật tạo ra một cảnh tượng cháy giả. Nhưng mà cô bé nghịch ngợm không biết rằng trưởng nhãn pháp không có tác dụng trước mặt người phàm. Tô Tô đành phải tương kế tự kế, tạo thành tổn hại giả tưởng. Nghe Bạch Tử Khiên nói như vậy, nàng ngước đôi mắt trong trẻo và gợn sóng nhìn hắn. Vậy, viện tử sửa sang xong rồi, có phải là Huynh sẽ đuổi bọn ta đi không? Hắn lại thấp giọng nói. Sẽ không đâu, nàng muốn ở đến bao lâu cũng được. Tô Tô lại nói. Vẫn còn may, Huynh không đuổi chúng ta đi. Không thì cứ mặc kệ viện từ đó hỏng cũng được. Lời nói này quá ngay thẳng, làm cho vành tai Bạch Tử Khiên nóng bỏng lên. Hắn đã ngần này tuổi rồi, nhưng mà chưa từng có cảm giác ngượng ngùng như vậy bao giờ. Đây là lần đầu tiên có cảm giác đó. Cho dù là yêu tinh, cũng không thể nào gan lớn như nàng. Nàng có biết, người phạm trước khi chưa thành thân, nàng lại ở lại bên nhà chồng, đó là không hợp quy củ hay không? nhưng mà nàng không cần tuân thủ bất cứ quy củ gì hết. Bạch Tử Khiên lại càng không trông mong nàng rời đi. Bạch Tử Khiên tiến tới, vén tóc nàng ra sau tay. Ta sẽ yêu cầu bà Liễu có câu trả lời thỏa đáng cho mẹ con nàng. Về hôn ước giữa ta và Liễu Đông nhạn, ta cũng sẽ xử lý thật tốt. Tổ tổ lắc đầu. Không cần đâu, tự bà ta đã bị dọa cho sợ rồi. Còn Liễu Đông nhạn. Huynh không cần phải đi tìm nàng ta. Ta đã có cách khác rồi. Huynh tin ta không? Có cách khác sao? Cách gì vậy? Vài ngày nữa Huynh sẽ biết thôi. Liễu Đông Nhạn vẫn luôn quan tâm đến chuyện thi hương. Lần thi hương này cũng như vậy. Mọi năm, Bạch Tử Khiên đều sẽ không đồng ý tham gia thi cử. Lần này cơ hội cuối cùng của nàng ta, nàng ta không thể nào chờ đợi được nữa. Liễu Đồng Nhạn không cam tâm gả cho người thường, nàng ta nghĩ, nếu như lần này Bạch Tử Khiên không đi thi nữa, nàng ta đành phải nghe theo lời mẹ gả cho Lý Viên Ngoại làm vợ kế. Vậy nhưng sau khi nghe ngóng mới biết được, năm nay Bạch Tử Khiên sẽ tham gia thi hương. Nàng ta mừng rỡ như điên, lại cho rằng Bạch Tử Khiên đã nghĩ thông rồi, bằng lòng cưới mình. Vẫn còn chưa mừng rỡ được bao lâu, nàng ta từ chỗ của mẹ biết được, A Mật và mẹ con bé hiện tại đang ở trong nhà Bạch Tử Khiên. Như vậy làm sao mà được? Liễu đồng nhạn tái cả mặt mày Muốn đi ra làm cho ra nhẽ Nhưng mà trong lòng bà Liễu có quỷ Ngăn chặn con gái lại Ấp úng nói Được rồi Là mẫu thần nghe nói nhà của nàng ta bị cháy Nên mới tạm thời ở nhà Bạch Tử Khiên thôi Liễu đồng nhạn nào nghe vào tay Phớt lời khuyên can của mẹ Đi tới nhà Bạch Tử Khiên Xếp một chút nữa thì không duy trì được phong thái hiền lương của mình Vậy mà Huynh lại để nàng ta ở trong nhà của Huynh sao? Quynh coi muội là gì? Bạch Tử Khiên nhìn Tô Tô cùng với A Mật trong buồng trong, xác định hai người không nghe được, sau đó mặt lạnh xuống, cười nhạo. Cô cho rằng ta coi cô là gì? Nếu cô nương, người sang tự hiểu lấy mình, hôn ước mà cô nói chỉ là mẹ cô tự đề cập đến với nhà ta. Mẫu thân cũng chỉ coi đó là lời nói đùa, nhưng chỉ có nhà cô là coi thật. Lại còn cố tình lan truyền để cả chấn thường nhạc này biết. Bạch ra xa suốt. Mẫu thân cô không thấy việc kiếm chắc được lợi ích gì nữa. Bao nhiêu năm qua đã muốn đổi ý. Vậy thì cô nghĩ xem, các người trong mắt ta là gì? Sau đó hắn hừ một tiếng. Đừng để ta bắt gặp các người dùng giọng điệu đó nói với Tô Tô và A Mật. Một người là thê tử ta sắp cưới về. Một người là con gái của ta đó. Tử khiên ca ca, huynh điên sao? Nàng ta đã lấy chồng rồi, còn có con với người khác Tại sao Huỳnh lại cưới cái loại người đó chứ Bạch Tử khiến tiến thêm một bước Khóe miệng lộ ra một điệu cười tàn độc Quan sát nàng ta Sau đó thấp giọng nói bên tai Nhưng ta không để ý đó Người có biết Vương Tứ chuyên đi lừa gạt trên trấn Hắn đã chết như thế nào không Liễu đồng nhạn nghe thấy mặt mày tái nhột Tình trạng chết của Vương Tứ cực kỳ thê thảm Toàn trấn đều biết Người Liễu của nương Về nhà đi Liễu đường nhạn mặt mày trắng bệch Quay người chạy một mạch Trong phòng A mật chấp chớp mắt Hỏi mẫu thân Phụ quân cũng biết dọa người ta phết Mẫu thân nhờ Tô Tô lại bật cười Đưa ngón tay lên môi Lại nói Phải Nhưng mà A mật phải vờ như không biết nha Bằng không thì hắn sẽ bất an hắn dù giả bộ nhưng cũng hy vọng là một người tốt ở trước mặt hai mẹ con nàng. A mật màu chóng che miệng nhỏ lại, trịnh trọng gật đầu. Trong lòng cô bé, phụ quân là người tốt nhất. Mặc dù như vậy, nhưng mà liễu đồng nhạn vẫn không dễ dàng từ bỏ Bạch Tử Khiên. Đối với nàng ta, Bạch Gia lúc vẫn còn chưa xa sút Bạch Tử Khiên chính là một vầng trăng sáng trên trời. Hiện tại vầng trăng sáng đó đã rơi xuống mặt đất, ai nhặt được thì chính là của người đó. Chàng thiếu niên ngoài dung mạo xuất chúng, tài hoa nổi bật không nói, chắc chắn còn có vốn liếng tài sản của Bạch Gia nữa. Người như vậy, Lý viện Ngoại chân sắp bước vào quan tài làm sao có thể so sánh. Liễu Đồng Nhạn Quyết cắn chặt răng không chịu nhả ra, nhưng mà không dám đi gây sự với Tô Tô. Liễu Đồng Nhạn muốn cuộc thi hướng qua rồi mới tính toán sau. Nếu như Bạch Tử Khiên thi chúng, nàng ta sẽ lan truyền việc hôn ước này cho toàn bộ hương nhân biết được. Hơn nữa, Lê Tô Tô và A Mật ở lại trong nhà hắn vốn đã là đối lý lẽ rồi. Nếu như không thi đỗ, Liễu Đông Nhạn cũng lại không muốn đi gây sự với một người như vậy, tránh vô duyên vô cớ mình mang tiếng xấu. Một người không có tiền đồ, nhưng lại cho ảo hồ ly tinh đó, vậy là được chứ gì? Thì hương xong, kết quả vẫn còn chưa có, trong viện tử đàm đài tẫn luôn vui vẻ hòa thuận. Hôn kỳ đã xác định vào tháng 10. Tô Tô và A Mật ở trong nhà hắn, hắn vẫn luôn giữ phong thái quân tử lịch sự, chưa từng vượt rào. Có một lần Tô Tô tựa trước đình viện vừa ngủ, Bạch Tử Khiên chỉ vuốt nhẹ mặt mày của nàng hồi lâu, môi vừa đến gần mi tâm của nàng, thậm chí nàng vẫn còn nghe được âm thanh nuốt nước bọt của hắn. Vậy nhưng đợi nửa buổi rồi mà hắn vẫn không chịu chạm vào nàng. Đợi sau khi hắn đi rồi, Tô Tô lặng lẽ mở mắt ra. Bạch Mẫu khi còn sống đã từng trồng rất nhiều cây liệu, quả liệu rất sai cây. Lúc A Mật ngủ, Tô Tô cầm giấy bút, đi tìm Bạch Tử Khiên, mỉm cười nhìn hắn. Có thể dạy ta vẽ được không? Bạch Tử Khiên dĩ nhiên là đồng ý ngay. Nàng muốn vẽ gì? Vẽ cây liệu kia. Được. Tô Tô chống cằm nhìn bức vẽ sống động như thật từ tay của hắn vẽ đến thất thần. Đàm Đại Tận đã từng nhìn một lần là không thể quên được. Nếu như không phải là tà vật trời sinh, hắn nhất định có thể đầy bút nâng thiên hạ. Võ có thể ngựa định cản khôn. Năm đó, khi dạy hắn vẽ phủ thương sinh, hắn đã cực kỳ thông minh. Cây liệu còn có mấy lá cây cuối cùng. Bạch Tử Khiên đưa bút cho nàng. Nàng cầm lấy, vẽ tiếp đi. Tô Tô nhận lấy. Ừ. Nàng cầm lấy cây bút, vùng vẩy vẽ xanh kẽ một vài chiếc lá không đều. Sau đó nhìn phản ứng của Bạch Tử Khiên, thấy biểu cảm hắn bình thản và ôn hòa. Như không để tâm gì tới nét bút ma quái của nàng phá hủy hết bức tranh đẹp, Tô Tô nói. Có đẹp không? Bạch Tử Khiên đáp ngay không một chút nào nghĩ ngợi. Đẹp lắm. Tô Tô lại không nhịn được cười, nhìn hắn. Huynh có biết không? Ta không biết vẽ, không biết nữ công, cũng lại chẳng biết đề thơ, càng không biết nhảy múa. Bạch Tử Khiên vô cùng bất ngờ, thực sự là tướng mạo của Tô Tô quá mức lừa người. Kiểu vẻ đẹp hại nước hại dân này cứ giống như sinh ra đã biết hết những thứ đó, Ta không biết gì hết. Huynh có ghét ta không?" Bạch Tử Khiên nói. "Không có." "Vậy thì tốt rồi, thực ra ta biết chút ít về những cái khác." Tô Tô cầm bút lên. "Ta sẽ dạy cho huynh." Nàng rút ra một tờ giấy vẽ, chấm mực, vùng bút lên múa. Nàng không biết nhiều thứ, nhưng nàng cũng biết rất nhiều thứ khác, biết binh khí thiên hạ, biết vẽ bùa bắt yêu biết chứa thương chấn mà. Huỳnh có biết nếu như vẽ thành, vậy thì sẽ phát sinh ra chuyện thần kỳ gì không? Bạch Tử Khiên nhìn bút pháp quỷ dị đó, trong lòng bất giác hồi hộp khó tả. Nàng muốn nói cho hắn biết về lai lịch thần bí của mình sao? Hắn từ lâu rồi đã quyết định, mặc kệ nàng là ai, hắn cũng sẽ không rời khỏi nàng, không cho nàng đi mất. Bởi vậy, hắn ra vẻ bình tĩnh nói. Sẽ phát sinh ra chuyện gì? hắn chờ đợi tờ giấy biến ra đó hoa hoặc là vật sống nào đó. Tóm lại, đó chẳng qua chỉ là những thứ quái đản mà thôi. Nhưng mà những vật này đối với hắn chẳng có một chút nào khủng bố cả. Hắn từ nhỏ, tính cách lạnh nhạt vô cảm, trong lòng hoang vô, không sợ quỷ thần. Bút tích ở trên giấy thoáng mở, điều mà hắn chờ đợi chính là một nụ hôn rất nhẹ trên khóe môi. Đôi môi mềm mại của cô gái rơi vào khóe môi hắn, mang theo mùi hương hoa quỳnh thoang thoảng, toàn thân hắn cứng đờ Tô Tô đã lùi ra Nàng nghiêm trang nói Biến thành nụ hôn đó Hưng đã học được chưa Người đàn ông trẻ tuổi kia đôi mắt tối đi Yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống Thấp giọng nói Ừ um. Tô Tô thoạt đầu còn mang tâm tư muốn hắn được vui Giờ phút này Khi bốn mắt nhìn nhau Gương mặt của nàng lại nóng bừng Nàng bối rối đứng dậy Gầy đã bị người ta đè lại dưới tán cây liệu quả chịu nặng, đôi môi hắn nóng hổi, ngày thu trở nên dài đằng đắng. Tô Tô không biết rằng, từ giây phút đó, hắn ngày ngày chờ đợi hôn kỳ tháng 10 mau trong tới. Nàng yêu hắn, hắn cảm nhận được, nơi trần thế này thực sự là quá dịu dàng. Trước ngày yết bảng kết quả thi hương, Liễu Đồng Nhạn rất căng thẳng gả cho Bạch Tử Khiên hay là cho Lý Viên Ngoại đều nằm hết ở ngày hôm nay. Thành thực mà nói, trong lòng nàng ta chưa từng suy nghĩ Bạch Tử Khiên có thích mình hay không. Dù sao, phong tục chấn thường nhạc đầy chết người, lời đồn truyền bá rất nhiều. Bạch Tử Khiên không muốn thì không thể nào tiếp tục sinh sống tại chấn thường nhạc được. Nhưng mà tới nhanh hơn so với kết quả thi hương, đó là tin tức Bạch Tử Khiên bị thương nặng. Bạn thân lại đẩy nàng ta. Này, đông nhạc, nghe nói khi bạch tử khiên đi săn bị con hổ già làm bị thương một cánh tay đó bây giờ hắn đang nằm liệt giường người vẫn còn chưa đi thăm hỏi sao người nói gì liễu đồng nhạn giật mình bạch tử khiên giỏi như vậy tại sao lại để xảy ra chuyện đó lúc nàng ta cùng với liễu mẫu đi tới bạch gia thì đúng lúc trông thấy một đại phu vùng tay đi ra liễu đồng nhạn tiến tới đại phu tử khiên ca ca thế nào rồi đại phu nói cánh tay phải bị thương nặng, không thể nào hồi phục lại như cũ được, đúng là xui xẻo mà, mà thậm chí tiền khám chữa bệnh cũng lại không trả nổi, mời đại phu cái gì. Sao lại không có tiền cơ chứ? Bà Liễu nghe lọt được mỗi câu này, mấy đồng bạc thôi mà, bà ta biết Bạch Tử Khiên này có vốn liếng. Người xung quanh xì xào bàn tán. Tiền của Bạch Tử Khiên đã bị ả à phụ nữ xinh đẹp ở nhờ trong nhà lừa gạt lấy đi hết rồi, hắn đáng thương thật đó. Tay thì bị thương nặng, không thể nào cầm cung bắn tên được nữa, cũng không thể nào cầm bút viết được. Giờ thì đừng có nói làm quan, ngay cả nuôi sống mình cũng khó. Liễu Đồng Nhạn mặt mày tái mét, cuối cùng không dám bước vào trong. Bà Liễu cũng lộ ra sắc mặt rất khó coi. Bà ta miệng lúc nào cũng nói từ hôn từ hôn, nhưng mà chỉ đe dọa Bạch Tử Khiên thôi, chứ từ nơi hắn vẫn có thể chiếm được lợi ích rất nhiều. Mà Lý viền ngoại kia tuổi đã trên 50 rồi nếu như Liễu Đồng Nhạn chủ động từ hôn mà đi làm vợ kế cho người ta, sẽ bị chỉ trỏ, cả nhà họ cũng sẽ bị chỉ trỏ. Hiện giờ Bạch Tử Khiên đã xảy ra bất chắc khiến cho ai cũng không ngờ tới. Mẫu thân, con muốn từ hôn. Đồng Nhạn, nếu như làm như vậy, nhà ta sẽ bị nói xấu đó. Ở trong lòng mẫu thân, con gái lại không bằng mấy lời khó nghe hay sao? Liễu Đồng Nhạn nói tiếp. Con muốn hủy hôn, chưa đến hai ngày, Liễu Gia nhận được thư viết thay cho Bạch Tử Khiên, nói đồng ý kết lương duyên với Liễu Đông Nhạn. Liễu Đông Nhạn hoảng sợ, lập tức quyết định, ngày đêm đó lên một kiệu nhỏ đi đến nhà Lý về Ngoại. Hôm mà Liễu Đông Nhạn hồi môn cũng là ngày yết bảng. Liễu Đông Nhạn ngồi bên trong kiệu, nghe nói chuyện xôn xao bên ngoài về giải nguyên lão gia tân nhiệm. Bạch công tử văn chương xuất chúng, hơn nữa tướng mạo bất phàm. Khoan đã, các người nói gì? Liễu đồng nhạn nhịn không nổi cho hạ cố kiệu lại Tùng lấy một người hỏi chuyện Không phải Hắn ta bị tàn phế sao Người kia nhìn nàng ta về ánh mắt hình viên đạn Cô nương nói bậy nói bại cái gì vậy Tại sao lại dùng người ta tàn phế Liễu đồng nhạn cố gắng chống đỡ cảm xúc Chính tai ta nghe thấy Hắn bị cái con hổ già cắn bị thương cánh tay cơ mà Ồ lời đồn là thật sao Bạch giải nguyên tay đúng là không bị làm sao hết. Liễu độc nhạn chẳng còn tâm tư hồi môn nữa. Sau khi nghe ngóng rõ ràng mọi chuyện, nàng ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Bạch Tử Khiên không chỉ là không bị làm sao hết, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, vốn liếng chẳng mất mát gì. Hiện tại hắn còn trúng giải nguyên. Nhưng tiếc rằng nàng ta đã tránh né hắn, không muốn đi vào thăm hỏi vậy thì thôi, còn vội vã gả cho Lý viên ngoại. Trong tiểu viện Bạch Gia, Bạch Tử Khiên nhìn con quái vật to lớn nằm sấp bên cạnh mấp máy môi, không biết nên giải thích với Tô Tô thế nào. Con hổ này không làm tổn hại đến ai đâu. Con quái vật tương tự hổ lại có răng nanh, có đuôi sư tử. Từ lúc sinh ra đến nay, quái vật này hàng năm sẽ biến thành hổ xuống núi thăm hắn. Bạch Tử Khiên biết mình thể chất đặc thù, khi trước cảm thấy không có vấn đề gì hết, nhưng mà không ngờ đúng lúc bị Tô Tô gặp được. Quái vật này vừa nhìn là biết không phải là tiền thú, thậm chí đáng sợ hơn cả yêu thú. Có một lần, hắn đã chứng kiến nó nuốt cả vong hồn. Bạch Tử Khiên cụp mắt xuống, che giấu đi cảm xúc trong mắt. Hắn không biết loại tình huống đạo sức đáng thương này có tác dụng chút nào không. Đôi mắt của hắn đỏ ửng, vừa định lên tiếng giải thích thì con quái vật kia đã lăn một vòng dưới nền đất, biến thành một con hổ mèo nhỏ, chột dạ đi đến trước mặt Tô Tô, trần trừ kêu lên. Mèo. Tô Tô lại ngồi xuống nhìn nó. Mèo mèo mèo. Hồ yêu run lẩy bẩy, cầu xin đừng giết nó. Hơi thở sạch sẽ của thần khắc chế nó, bao nhiêu năm nay, trí thông minh của nó cũng chẳng khá khẩm lên chút nào. Đang lúc do dự liệu có nên bỏ mặc Bạch Tử Khiên chạy trốn hay không, thì Tô Tô đã thu khí tức của thần chân người đi. Sau đó, sờ sờ lên đầu nó. Hồ yêu chân mềm nhũn gần như lụi sơ trên mặt đất. Thần cuối cùng trên thế gian này sẽ không giết nó và chủ tử ma thần số nhỏ của nó chứ. Tô Tô chỉ ngón tay vào mi tâm nó, Nửa buổi sau, nàng thu tay về, thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi, hổ yêu. Gì cơ? Hả? Hổ yêu lại trợn trừng con mắt. Bạch Tử Khiên nhìn nó. Ánh mắt đó cực kỳ rõ ràng. Ngươi, còn không đi mau đi. Hổ yêu cục đuôi chạy mất dép. Bạch Tử Khiên hỏi Tô Tô. Ánh mắt đầy sự khó hiểu. Nàng không sợ sao? Tô Tô cười, không trả lời mà hỏi ngược lại hắn. Trong lòng Huynh biết rõ là ta có vấn đề. Vậy Huynh có sợ ta không? Còn dám cưới ta không? Nàng không hối hận. Vậy là được rồi. Mấy ngày sau, Bạch Tử Khiên mới biết được Liễu Đồng Nhạn đã vội vã từ hôn, còn gấp rút gả cho Lý Việt ngoài. Hắn còn nghe được lời đồn đại bên ngoài, cực kỳ thấy buồn cười, Nàng đã làm cho họ nghĩ rằng ta bị thương sao? tôi Tô gật đầu, thẳng thắn nói. Nếu như nàng ta bước vào và không rời bỏ huynh, vậy thì sẽ biết toàn bộ đều là giả tưởng. Vậy nhưng hai mẹ con nhà liễu đồng Nhạn đều là hạng người vô tình. Bọn họ muốn bức bách bạch tử khiên, bây giờ bị cắn ngược lại bởi vì chủ động tử hôn mà bị người ta chê trách chỉ trích. Lại còn bị cười nhạo là có mắt không chồng. Vậy nàng thì sao? Nếu như ta thực sự bị tàn phế cánh tay, nàng có rời bỏ ta không? Tô Tô không nghĩ Bạch Tử Khiên lại hỏi nàng câu đó, hắn hỏi rất trôi chảy và bình thản, nhưng mà đuôi mắt cụp xuống, lộ ra ý nghĩ trong nội tâm hắn. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tự huynh hãy nhìn xem." Nàng nắm chặt tay của hắn đặt lên trên mi tâm mình, sau đó nhắm mắt lại. Thần ấn màu trắng ẩn hiện nơi mi tâm, có một hình ảnh hiện ra trước mặt Bạch Tử Khiên. Ngàn vạn năm trước, trong rừng tại một trấn nhỏ, thiếu niên áo đen nằm thoi thóp dưới đất. Mắt trái của hắn bị mù, một đám trẻ con đang ném đá vào hắn. Thiếu nữ dắt ngựa đi ngang qua, ôm lấy hắn, dìu hắn lên ngựa. Nàng đấu võ mồm với hắn, tay lại rất nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mắt phải của hắn. Bên trong pháp thân thủ yêu, nàng khoét đi mắt của mình, đổi mắt cho hắn. Nụ hôn rơi vào đôi môi hắn rất nhẹ, xua tan đi toàn bộ thế giới bóng tối. Tô tô lại mở mắt. Sẽ không rời bỏ Huynh đâu. Đã từng không rời bỏ, tương lai cũng sẽ không. Kính trọng sự mạnh mẽ của Huynh từ lúc hy sinh vì lục giới. Cũng lại yêu nỗi cô độc của Huynh khi không một người nào hiểu được. Bạch Từ khiên thu tay lại, cô nén nước mắt ở trong mắt. Hắn cười nói. Ừ. Ngày hai người thành thân hôm đó, là tháng 10 của nhân gian. Tô Tô không dùng pháp thuật gì hết, rất nghiêm túc học theo khăn cô dâu với Tú Nương. Khách đến dự rất đông đúc, nàng xuất giá từ quán rượu nhỏ. Trên đường đi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ những hương thân tốt bụng. Nàng qua khay hờ của khăn che mặt cô dâu lại trông thấy trong mắt người đó luôn chứa tràn ý cười. Hắn mặc trang phục hỉ đỏ tóc đen, sạch sẽ và khiêm tốn. Nàng thả tay xuống. Giờ khắc này, không chỉ có đàm đài tấn chờ đợi đã lâu mà nàng cũng đã chờ đợi rất lâu rất lâu rồi. Hai người họ tổ chức một lễ kết hôn của người phàm. Hắn không còn là ma, sinh ra đã mang theo tà ác và giết chóc. Nàng cũng không phải là thần, gánh vác nhiều sứ mệnh. Kiếp sau, Nguyễn Huynh làm người bình thường, có vui vẻ, biết đau khổ và trải qua một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Những lời mà nàng nói năm đó, hắn dù thần tử đạo tiêu nhưng chấp niệm bên trong tàn hồn vẫn ghi nhớ rất nhiều năm. Bạch Tử Khiên vẫn luôn cảm thấy ngày hôm nay không một chút nào chân thật. Hắn vẫn khăn hỉ lên, trông thấy đôi mắt cười của Tô Tô. Trong lòng hắn cuối cùng đã an ổn lại xuống, khóe miệng cong lên. Hỉ Nương đứng bên cạnh nói những lời chúc mừng. Hai người uống vào rượu hợp cận. Hỉ Nương cười vui đến nỗi không ngậm miệng lại được. Sau đó nói. Tân Nương kết tóc Tô Tô cũng đã học nghi lễ của chấn thường nhạc nhân gian. Nàng dùng tiến đao bạc, cắt túm tóc nhỏ của mình và đàm đại tấn. Dùng sợi tơ đỏ buộc chặt lại với nhau. Lại đọc. Kết tóc phù thề, ân ái mãi mãi. Nguyện tình nối cành, bên nhau cho tới đầu bạc cũng không rời. Tóc của hai người được buộc lại cùng với nhau, đặt ở bên trong một hộp gỗ màu đỏ. Bạch Tử Khiên nhìn hộp gỗ đóng lại, hắn chưa từng nghĩ tới thực sự có thể đợi được ngày này. Hỉ nương đã lui ra ngoài. Anh nến nảy lên, mặt mày nàng rút đi vẻ lạnh nhạt của thần nữ, thêm mấy phần động lòng của khói lửa nhân gian. Tô Tô dùng nhàn diễm lệ, nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt hắn. Vậy giờ, có thể nói cho ta biết, phu quân của ta là ai chăng? Hắn nói. Bạch Tử Khiên, Tô Tô không phản bác hắn, nắm chặt tay hắn, đều trên tay hắn vòng châu được sâu bằng sợi tơ đỏ. Ta đã từng tới Hoàng Lăng, tìm được vòng châu trở về. Tua kiếm chưa làm xong, ta cũng đã bệnh cả xong rồi. Những con đường mà năm đó Huynh đi qua, ta cũng đã từng đi qua. Hắn cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc trong mắt. Đó là lời nói dịu dàng nhất trên cuộc đời này mà hắn từng nghe được. Hoa quỳnh nơi mà cùng nở hết năm này qua năm khác. Tô Tô và A Mật đã chờ hết năm này qua năm khác. Phu Quân, vậy chừng nào Huynh sẽ cùng với ta trở về nhà? Hắn giọng khàn khàn. Nàng đã biết từ khi nào? Nàng biết hắn cũng không quên ký ức thuộc về đàm Đại Tấn. Tô Tô nâng mặt hắn lên, dùng ánh mắt mềm mại nhìn thẳng vào mắt hắn. Đàm Đại Tấn không phải là người vừa gặp đã yêu được. Vì hắn là một người điên chấp niệm đến chết, là một kẻ ngốc nhất điên cuồng nhất trên cõi đời này. Đàm Đại Tấn không thể nào cãi lại, hầu lệ kết gợn lên. Ta xin lỗi. Hắn đã từng để lại đường lui cho mỗi người lục giới, bao gồm cả hồ yêu đi theo hắn hơn 500 năm. Hắn để hồ yêu nuốt chân hồn thao thiết thượng cổ in trên tẩy tùy ấn, trợ giúp cho nó tẩy tủy thao thiết còn lại trên tẩy tủy chỉ là một cái xác giống hắn không nghĩ tới có một ngày mình có thể trở về hắn cho rằng nàng đã thành thần mình thì hồn bay phách tán đó là kết cục tốt nhất đối với nàng ai ngờ đâu mình mất đi sợi tơ tình và máu lạnh vô tình chưa kịp thả hồ yêu đi nó đã nuốt luôn cả thao thiết sau khi bị cuốn vào đồng bi đạo hồ yêu lại u mê nuốt trực nốt linh hồn của mình đã tiêu tan trong đồng bi đạo qua một ngàn năm mà hồn của hắn một lần nữa ngưng tụ rơi vào nhân gian ban đầu hắn quyết định sống một cuộc sống bình thường tại nhân gian không đi tìm nàng không nghe ngóng luận một tin tức nào về nàng cho đến một ngày hắn nhìn thấy a mật bước chân cuối cùng không thể nào cử động được nữa a mật với ba phần mặt mày giống với nàng thực sự khiến cho hắn dốc tất cả thiện lương của đời này đưa cô bé về nhà hắn thực sự quá nhớ nàng tất cả mọi thứ trong hiện tại chính là hình tượng mà từ trước tới giờ hắn không dám nghĩ cũng lại chẳng dám muốn. Thậm chí, hắn làm bộ mình là Bạch Tử Khiên, không dám chọc thùng giờ phút đẹp đẽ đó. Đàm Đại Tấn ngập ngừng nói. Ta đã khiến cho nàng thất vọng, có phải không? Tôi tôi chưa từng biết rằng có một ngày mình lại đau xót cho một người như vậy. Sự việc đã trải qua vô số năm rồi, hắn không dám trở lại ma vực. An phận trong một góc nhỏ của nhân gian. Sau khi định ra thân phận, vẫn sợ làm cho nàng thất vọng. Hắn đã hơn một lần cho rằng, việc hắn còn sống sẽ làm cho nàng thất vọng. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nước mắt nổi lên trong mắt. Huynh không biết, ta đã cảm kích thế nào về Huynh một lần nữa trở lại bên ta đâu. Đàm Đài Tấn, ta có rất nhiều lời muốn nói với Huynh. A mật chính là con gái của huynh đó ta biết hắn thầm thì nếu như mới đầu không hiểu về sau có gì mà không hiểu nữa a à, mật giống nàng càng giống với hắn hơn coi trời mới biết khi đó trong lòng hắn hạnh phúc đến nhường nào tam tiểu thư của diệp tướng quân phủ thích đế vương thiếu niên đã từng theo khăn hỉ cho nàng ấy lê tô tô trong mộng cảnh cũng lại thích thương cửu mân bồ hồn cho nàng ấy Nàng dừng lại một chút, giọng rất nhẹ. Đàm đại tấn nghe thấy giọng nói của thần nữ dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp như gió xuân tháng ba. Mà ta bây giờ yêu huynh đến nỗi quên cả đường đi lối về. Anh nến phản chiếu ra hình bóng của hắn, mắt hắn ướt ướt. Vì chờ đợi một câu nói này, hắn đã cô độc chờ đợi tại sông quỷ khóc lạnh lẽo, chịu đựng bao nhiêu đau nhức mấy trăm máu thịt xương cốt bị cắn nuốt sau đó lần nữa mọc lại đi qua võng địa ánh trăng lặng lẽ kéo theo phía sau hắn ở trong đồng bi đạo vạn năm chịu sóc phong cắt da thịt chậm rãi ngừng tụ lại hồn phách ngay cả đạo cũng đã phải thổn thức vì hắn yêu một người cớ sao lại đắng chát đau khổ đến vậy hắn nghĩ rằng kiếp này dù rằng có chờ đợi bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì hắn vẫn chỉ là đứa bé trai người phàm bị vây hãm trong giấc mộng yểm ma năm đó nuốt lấy mảnh vỡ lưu ly, mãi mãi không chờ đợi được thần nữ hạ phàm. Vậy nhưng, chẳng biết từ khi nào, thần nữ của hắn đã ngoái nhìn. Trong mắt nàng, cuối cùng lại chỉ có mỗi hình bóng của hắn. Hoa quỳnh màu xanh tím ở ma giới nổi rực trên sườn đồi. Toàn bộ yêu ma của ma giới đều biết, ma quân của họ đã sắp trở về. Ngày hôm đó, tự anh sửa sang lại túi già của mình thật cẩn thận tất cả đại yêu ma đứng tại bìa danh giới của yêu ma giới nghênh đón hắn. đàm đại tân đã nghĩ rất nhiều về yêu ma giới hiện giờ, nhưng mà hắn không thể nào ngờ được, ngày hôm đó khi hắn bước vào yêu ma giới, tất cả yêu ma cung kính vui sướng chào đón hắn. tự anh đứng ngay đằng trước, thậm chí còn rơi nước mắt. những gương mặt ngây thơ mới sinh đó trong yêu ma giới trốn sau lưng cha mẹ lặng lẽ nhìn hắn, dùng ánh mắt tràn đầy sự sung kính nhìn quân chủ cả đời này của hắn thuở thiếu thời nhận đủ những sự lạnh lùng và ức hiếp lúc làm đế vương thường thấy ánh mắt sợ hãi và căm ghét của người khác về sau hắn trở thành ma thần một mình đi qua những ánh mắt xem thường của lục giới hắn đã cho rằng cuộc đời này của hắn đã vĩnh viễn kết thúc vào mùa đông có tuyết rơi nơi nhân gian đó khi ấy đàm đại tấn cũng không biết rằng năm tháng và thiên đạo rộng lượng và rất dịu dàng những hy sinh của hắn năm đó những khó khăn và khốn khổ mà hắn đã từng trải qua một mình và một năm nay đã lấy đi một phương thức khác để đền đáp lại cho hắn. Tiểu A Mật của hắn ngước cái đầu nhỏ lên, kiêu ngạo hãnh diện vị phụ quân của mình. Kinh Diệt ôm lấy Tiểu A Mật, suýt một chút nữa thì khóc lên. Đế cơ không sao, vậy là tốt quá rồi. Không thì ta làm sao có thể ăn nói với ma quân đại nhân được. A Mật rất áy náy, giọng non nớt an ủi kinh diệt thúc thúc a à mà xin lỗi thực sự đã khiến cho thúc phải lo lắng tôi tôi nắm tay đàm đài tấn dắt hắn đi qua yêu ma giới phủn hoa những bông hoa màu xanh nhạt đang nở rộ những con đom đóm đang bay và những cây nấm đang mọc dưới gốc cây con người đen của đàm đài tấn chiếu ra cảnh tượng trước mặt mà mạch phun trào sông núi bao la hùng vĩ hắn đã từng không có nhà nửa đời trôi giạt chẳng nơi nào dung thân nhưng đàm đại tấn biết Giờ phút này hắn đã về nhà rồi Hoàn Chính Văn Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo Để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie Cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của phiên ngoại chuyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE trên kênh MCNE, chuyện audio của Đại.